Xin chào tất cả các bạn, rằm trung thu sắp đến, các bạn thiếu niên nhi đồng lại được cắm trại rước đèn và tham gia các hoạt động vui chơi trong ngày này. Ngoài các hoạt động vui chơi, những món ăn như kẹo bánh, hoa quả, vân vân không thể thiếu bánh nướng bánh dẻo. Hôm nay mình sẽ quay về thiền ẩu trực tiếp cách làm ra một chiếc bánh nướng tại siêu thị cho các bạn xem nha. Bắt đầu thôi nào. Đây là các loại nhân bánh đã được chia sẵn, gồm nhân kẻo xanh, nhân phổ điên, nhân khoai mông và nhân thập cẩm an. Còn đây là một vỏ bánh, cũng đã được chia ra theo trọng lượng mong muốn. Bước đầu ta sử dụng cây cán, dùng tay cán vỏ bánh mỏng đều ra. Vỏ bánh đã được cán mỏng đều, ta gói nhân vào và dùng tay vo cho vỏ bánh bám toàn đều nhân bánh. Ta tiến hành vệ sinh khuôn, quét dầu ăn vào khuôn, tạo độ trơn tru và phẳng dính khuôn. Tiến hành dập khuôn và tạo hình cho bánh thôi nào. We'll be right back.
bánh với rất nhiều loại nhân và hình dáng khác nhau, nhìn rất đẹp và bắt mắt. Giờ tiến hành mang đi nướng thôi. Chỉnh thời gian và nhiệt độ lò, bắt đầu nướng bánh lần 1. Lần 1 này bánh được nướng nhiệt độ 175, khoảng 15 phút. Đã hết thời gian, cho bánh ra thôi nào. Mùi rất thơm, màu sắc bắt mắt, nhìn chảy nước miếng luôn các bạn ạ. Kéo bánh ra ngoài, dùng bình nước phun một lượt lên bề mặt bánh, về để bánh nguội từ từ. Bánh đã nguội, cho các mâm bánh xuống bàn. Lấy lòng đỏ trứng gà, trộn đều với sữa tươi không đường. Tà vẽ hỗn hợp này lên bề mặt và xung quanh bánh. Kết xong hết rồi, tiến hành cho lên xe và đi nướng lần 2 thôi nào. Lần 2 này ta tướng nhiệt như lần 1, nhưng thời gian nướng chỉ 5 phút là được.
lò đã báo hết thời gian, cho bánh ra thôi nào. Tuyệt vời luôn các bạn ạ, bánh vàng đều, mùi thơm thì thôi rồi, quá là ngon luôn, chảy nước miếng luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Thấy hay cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.